Rồi, alo mọi người Chào mọi người <laughs> Cái thằng Mỹ á, cái vị thế của thằng Mỹ từ xưa tới nay Nó luôn đều là đứng tên cơ tất cả Và coi như là một cái gọi là là một, cái cương quốc mà Có nghĩa là trung so của thế giới Bá chủ Đấy, mà nó nghiêm nhiên rằng là nó chưa hề thua ai Đấy, chưa hề biết khuất phục Chưa hề biết quý đâu trước Bất kỳ một dân tộc nào Đấy Từ cái sự đông Âu á Nó oanh tạc Cho đến thua liền xiềng Cho ta tan nạt tan Ta gọi là tan nạt luôn Đấy Rồi đến sáng trở về thằng Hàn á Thì thằng Hàn cũng cúp đuôi Làm chấp nhận làm chứ hầu Sáng thằng Nhật đấy Thằng Nhật cũng cúp đuôi như con chó Chấp nhận làm chứ hầu rồi thằng Philippines, thằng Indonesia, tất tất tất. Thằng Úc đầy lời. Tất tất tất, thằng nào cũng là khi mà mì kêu đến á, là đều cắm đuôi, cúp đuôi như con chó chúi vô gầm giường chạy trốn. Có chứ có dân tộc nào mà như Việt Nam vừa nhỏ vừa nghèo vừa lạc hậu là vì gió hàng trăm hàng ngàn năm liên tiếp liên tục bị là phát xít này là là từ tàu sáng nhật là sáng pháp sang mỹ là truyền tay nhau đô hộ không có một cái phút nghỉ mà cái dân tộc nhỏ bé như việt nam mà lại giảm đương đầu đứng lên như con kiến đúng, đúng là nếu mà xó hai thế lực á thì là đúng như xó mỹ với việt nam thì giống như là xó con kiến với con voi thật sự là như thế không điêu một chút nào bởi vì nói rằng thằng mỹ là chiến tranh với việt nam nhưng mà tất tật tật đừng nghĩ rằng là tất cả những cái dùng vũ khí rồi là lương nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm rằng là của mỹ đưa đến việt nam mà đó là của cả châu âu và của cả khoảng hai phần ba châu á à, góp vào cho mỹ đấu tranh cho mỹ đem đến việt nam đấy chứ không phải là của thằng mỹ cả đâu mọi người ạ à mà đó là của cả của những cái nước chứ hầu nó đánh đóng vào đóng thuế vào cho thằng mỹ để giúp thằng mỹ là chiếm đánh chiếm việt nam đấy cho nên chỉ có những cái bọn ngu như cái bọn bác quế mà gọi là phiên bản còn lại đó là cái bọn thằng hơ lơ đấy Chúng nó tưởng rằng là thằng Mỹ bao nhiêu của nả chiến tranh đem đến Việt Nam đó là của thằng Mỹ, rồi thằng Mỹ giàu lắm. Rồi là cho nên là lời sinh bất chấp nguy hiểm, lời sinh lời biển theo Mỹ. Đó, nhưng mà sáng đến Mỹ rồi á, thì là có khi đó mới vỡ mồng Đấy, Mày thấy lê, lêu bạc là của cái dân hôm lẹt, của cái dân vô gia cư, dân ăn xin ấy. Tức là hơn 41% dân số vô gia cư của Mỹ. Thì khi đó mới đói rồi cho nên thằng hơ lơ Mà nó mới mò mặt với cái bọn lăng hạt đấy Nó mới mò mặt về Việt Nam để kiếm ăn Chứ thằng mì không giàu như mọi người tưởng đâu mọi người ạ à. Đấy và cái thằng chúa đấy Và cái thằng chúa mà trong cái bài viết của tôi đấy là Tôi viết có một cái câu gọi là uh, gọi là túi khá tấm đắc gọi là máu tôi không nói là máu mà tôi nói là máu đấy máu máu của người da người da màu đấy máu của người da màu tức là da trong đó có da đen da vàng da đỏ tức là da vàng là người việt nam ta người da đen là châu phi người da đỏ là phía bên kia lục địa đấy thì tôi nói rằng là Nói về cái cây Noel ấy, thì tôi trong đó có một cái câu mà tôi nói rằng là máu của người giá màu đổ xuống ở đâu. Đấy, thì ở đó là lành là là là, là địa phần và là lành là đó là lành địa của Chúa. Tôi không dùng từ máu nha mọi người, tôi nghĩ tôi dùng từ máu thay từ máu. Tôi nói rằng là máu, máu của người giá màu đổ xuống ở đâu thì đó là lãnh địa của Chúa. Vậy thì con nên ăn mừng khi những ở những cái nơi mà giá mau mà gọi là có Chúa viện thăm thì con nên ăn mừng không mọi người. Đó là chó phía bên ta, tức là bên chính. Đấy, à, bên hữu. Đấy, còn bên ta thì cái khi mà chỉ nói khi mà nói rằng nếu Chúa đã là cách quân đi chinh phạt khắp thế giới như thế ở đâu có giá màu bởi vì trong mắt chúa chỉ là người giá trắng là mới là người cao cấp mới là người thông minh và mới là người xứng đáng để ngự trì trên cái thế gian này đấy cho nên chúa đề ra những cái luật lệ rất là hà khắc để xử phạt các cái bộ tộc giá màu Bất kỳ ai là giá màu Thì Chúa đều không tha Một cái khối lượng của chỉ riêng một cái nhà Một cái máy bay B-52 Mà nó cái lượng nó lớn khổng lồ như thế Nó chứa được bao nhiêu bom Và cái lượng bom đó hàng, Trong khi hàng chục Hàng chục chiếc B-52 Và là hàng trăm lần chúng nó ra vô tới lui quân thảo dày xéo cái Bắc Việt như thế Đấy, thì hỏi rằng bao nhiêu ông lớp lớp ông bà cha anh chúng ta đã đổ xuống, Và đã chết vô cớ. Vì cái bên năm hai vì cái cây thông nổ ẻ chứ không phải là nổ en. Đối với tôi nó là cái cây thông nổ ẻ. Đấy mọi người nè Đó là biểu tượng của đau thương. Biểu tượng của chết chóc biểu tượng của hận Thu chứ không phải là biểu tượng của an lành đâu mà chúc nhau an lành trong ngày giáng sinh trong cái khi thằng tướng tiền cái tiền chân cái bệ đoàn bệ năm hai mà ra bắc việt để mà dây xẻo đấy thì các chúc các anh lên đường vui vẻ là có một cái chuyến du lịch vui vẻ đi rồi về nhớ kể cái chuyện bắc việt nó như thế nào cho chúng tôi xem và nhớ là đưa bắc việt về trở về thời đô đá và đưa những con khỉ đấy là không biết là mọi người có biết rằng là mỹ xuyên tạc người cộng sản việt nam ta là sáu bảy người cộng sản là như con khỉ ấy, đéo một cái canh đu đủ không gãy đấy cho cái bầy khỉ đức bắc việt về trở về cái thời đô đá không biết là cái thằng tưởng khỉ rõ gì mà chúng nó con nói thầy con 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 chúc cái bồ sầu của cái đoàn b 52 ra chiến ra, ra chuyển bắc việt mà mà chúng nó miệt thị mà lì cái người dân bắc việt như thế đó đó thì nói rằng là cái người dân bắc thì những cái phía bên kia như trong đó có em tôi hoặc là những cái người khác đó thì nếu như mà hiểu lịch sử rồi thì có nên ăn mừng không có nên chúc nhau án lành trong cái dịp Giáng sinh này không? Có gì là cái biểu hiện của án lành của binh án không? Và hắn nói cái thằng tưởng kia còn nói rằng Sau cái chuyến du lịch này là các anh về sẽ được lên lón Đấy, và nhớ là đi đến nơi về đến chốn để con báo cáo thành tích với Chúa. Tức là cái ngày hôm bốn là cái ngày Chúa đẻ. Đấy, con về phải lập nhiều thành nhiều chiến công phải các anh phải lập nhiều chiến công để về con ăn được lên lon và được để được ăn mừng rồi là con để báo cáo thành tích với chúa kính chưa đấy thì lấy gì mà ăn mừng cái cây thống này là cái cây thống trẻ đỏ là cái cây thống biểu tượng của sự khát máu biểu tượng của chết chóc biểu tượng của bất công bất an chứ không phải là an lành đâu mấy thằng bò à. thật thần tức không chịu nổi luôn mà bữa đến giờ là mình cũng khá viết khá nhiều bài về cái chuyện này rồi không nên tuyên truyền và cũng có nhiều nick là viết về cái bài này là ngày nó dịp Noel nó không nên tuyên truyền là 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 kỳ bất kỳ cái đảo nào vào các trường học hoặc là các cái cơ quan là, công sở của nhà nước. Bởi vì cái năm 1819 là có nó lén lỏi vào cả bộ đội cùng hát mừng cái ngày giáng sinh này. Rồi là các cái bé trong cái bệnh viện á, một chụp ảnh một loạt là danh mặc cái các bé sơ sinh vừa đẻ ra mặc áo đông của ông già Noel rồi á À, bác sĩ, y sĩ, các thứ Thì trùng lại là ánh mừng giáng sinh Đưa lên trên mạng để khoe Đó là vi phạm pháp luật Pháp luật cấm Nha Pháp luật cấm và đã có luật rồi đó Chứ không phải là đừng có đùa Hãy thể hiện Cái sự hiểu biết của mình đi Đấy Nhưng mà năm nay cũng thấy Có một cái không biết cái cánh nào Cũng đưa lên là một cái chuyện là À, ở cái lớp mâm lớp mâm nào đấy là mặc toàn cái đồ của là Noel của cái lão gia Noel toàn mặc cái đồ cái thang, trang phục của cái thằng gia Noel rồi là nhận qua rồi cái thông nó kia là trong cái lớp mâm đấy lớp lạ đấy đấy nó bằng mọi cách nó bằng mọi cách nó đưa nó đưa cái 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 đào vào cái cái đào của nó vào cái bất kỳ một cái chỗ nào để mình tìm cho mọi người xem nhé trong này thôi mình cũng tìm nữa vì nhiều quá ai tìm không ra mọi người ạ trong này mình có cái rất nhiều những cái ảnh mà cái thằng lính mục nguyễn đình thục đấy cái thằng linh mục nguyễn đình thục là cái cá sự của một cái sự uh, kẻ đỏ mà đỏ mình quên mất rồi nó đã từng ngồi và nhận tiền rất nhiều của con emily là mặc cái áo dài mà bá quế có cái sọc bá quế vàng đấy mọi người đó, đó cho nên mình mới cất công ở việt nam rất tai hại là ở cái chỗ này nó đang mọi những cái bọn xấu đấy chúng nó đang lợi dụng tuyên truyền đảo nó đi từng nhà, nó lén lõi vào từng bộ phận, từng công ty, từng người Chứ nó không như đạo Phật á Cái đạo này nó tiểu nhấn lắm Nó như nhà mình đấy là nó gõ cửa, gõ cửa mãi mãi luôn Cái khí mà, cái khí mà cái thằng cái tố đấy Nó đến ở đây là nó chém giết rồi Nó sán ủi hết bao nhiêu nhà thờ Ở bên bao nhiêu nhà chùa của đạo Phật Đấy nó chiếm hết những cái vị trí nào đẹp đặc biệt là nó chiếm hết để xây dựng lên đó làm nhà thờ mà đó hiện tại cái bằng chứng hiện tại đó là cái nhà thờ mà ở không biết ở trong Sài Gòn mà cái nhà thờ tên gì đấy mình không biết nữa cái là nhà thơ gì đó mà ngay sửa rửa Sài Gòn dư đấy rất là đặc biệt luôn đấy mà chúng nó giết hết bắn giết hết các sứ sai chán ủi chùa rồi là xây lên đó là cái nhà thờ mà mình còn đọc được cái tiểu thuyết cái truyền cái, cái gọi là cái lịch sử mà cái khí mà xây sóng nhà thờ rồi đó cái ngày đó mà cái khí mà xây sóng nhà thờ rồi nhà thờ đức ba ở trong Sài Gòn đấy đó là cái nhà thờ đó là chiếm cái phần đất của nhà chùa đấy chúng nó bắn giết hết các sứ xài. trong chùa bắn giết hết những cái người cớ nhờ mà người ta đến chùa để trụ đấy tránh bom tránh đàn đấy sán ủi lại xây lên đó là cái nhà thờ đức bà đấy và cái ngày mà cái ngày mà xây lên á thì cái ngày xây lên rồi mà đặt hai cái tháp cái tháp nhòn lên trên mà để làm cái đỉnh tháp cho cho những cái nhà thờ đấy mọi người thì hai cái tháp đó là họ đổ riêng ra rồi sau đó mới xây mới 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 ghép vào đó là. mà cái đếm đó bỏ ngày hôm nay ngày hôm nay mà đặt hai cái tháp đó lên đấy ngày hôm nay mà đặt hai buổi ngày mà đặt hai cái tháp đó lên thì buổi tối ấy là bắt đầu chiều lại là trời mấy là vân vũ lại là tối đen luôn. Đấy, trời vân vũ cho tối đen tối đúng tung luôn rồi là đến cái đếm đỏ là cả cái đếm đỏ là nhớ là là là, là 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 gọi là mưa gió bão bung sấm chớp đung đung luôn. Mà cái này ấy, trời trong trong Sài Gòn chưa chưa bao giờ có chưa bao giờ thấy trong Sài Gòn mà mưa sẫm đây là trời sẫm đây như kiểu ở ngoài Bắc các cả. Đó, và một ngọn tháp đã bị rơi mọi người ạ. À. Rất là nặng 500 tấn. 500 tấn một cái tầm tháp như thế, người ta phải dùng nhiều cầu để cầu lên. Một tầm tháp tức là cái chóp đỉnh đấy. Cái chóp cái tháp của nhà thơ đấy đó mà là mình đọc được một cái tài liệu nói về cái tháp đỏ là như thế rồi sau đó là phải cũng quầy cặp thử nhiều lắm rồi mới lắp được lên cái tháp đỏ đó chứ đừng có đùa đó nè thì chứ á, mình nói lại rằng là tại sao mình nói rằng là có nên vui uh, cả hai phía là có nên vui trong cái ngày giáng sinh thì chứ mình nói về cái phía bên kia đây. Thì nói trở lại á. Thì là giống như khi này mình đã nói một chút rằng là Mỹ chưa biết, từng chưa từng biết quý đâu. Chưa từng biết là khuất phục được bất kỳ một dân tộc nào trên cái thế giới này. Mà ở đâu nó cùng đi đến đi đến đâu. Tức là cho dù nhiều khi đi chưa đến nhưng mà nó đã ưỡn ngực phố vai. Đấy. ưỡn ngực phố vai rằng thằng Mỹ là cái thằng hung cương nhất thế giới này là cái thằng giảm chơi là cái thằng ngầu nhất cái thế giới này để bắt nạt ăn hiếp ta ta cứ tưởng tượng cả cái thế giới này á cũng tưởng tượng giống như là cái hàng xóm xung quanh ta thôi mọi người đấy nếu như gặp người tốt thì nó thế mà gặp cái đứa xấu thì nó là banh trướng nó chửi bới nó ăn hiếp hết người này sang người khác thì cái thằng Mỹ cũng thế Cho nên ở Việt Nam Bọn bá quế và chúng nó Đang lợi dụng những cái bọn lính cầu Mà lính cầu á Thì lợi dụng dân ngu dốt Để truyền đảo Đó cho nên phải có cái lịch này Mong mọi người Chia sẻ cho mình với Rất mong các mọi người chia sẻ cho mình với Bởi vì chia sẻ về Thì nó cũng có mất chi đâu mọi người Mà ngược lại đấy được rất nhiều Để cho những cái người trong cuộc như là bọn kích như là bên đảo Kitô họ cũng hiểu chuyện mà để cho những người ngoài đạo không phải là Kitô họ cũng kiểu hiểu chuyện không rình rán này nướng thịt đây là họ dỗ là ăn mừng giáng sinh như đúng rồi cho nên nói ra này, cái chuyện này ấy, là xưa là các nhà chính trị học đấy họ cũng bình luận rất là nhiều rồi chứ không phải là mình dư, dư mới nói đâu mà cũng không phải là mình nói là dư là theo cái tính chất là tập léo đâu mà bởi vì mình thấy nhiều người đấy, mặc đồ lính ra cả rồi là có nghĩa là họ đã từng kính qua những cái cuộc chiến trước bảy lắm rồi mà vẫn chụp ảnh đứng bên cây thống nó chụp ảnh là khóe như đúng rồi chúc mừng giáng sinh thế nồ no, nô no. em thế thì lò thế trái Thế đấy có phải là do nhận biết thiếu hiểu biết không mọi người? Đấy, chứ cây Noel chả có gì vui cho cả hai phía. Mà cây Noel là biểu tượng của chết chóc, của đau thương, của sân hận. Và phía bên kia đấy là con kia thảm hại nữa, thua thảm hại nữa. Mà với cái bên tạ bên hữu á, bên chính nghĩa, bên cộng sản á, thì đó là thương đau. Cũng là cái biểu hiện cái thương đau. 12 ngày đêm của họ là một bay trực thắng là nhạo nhào ra là tận diệt Hà Nội. Nhưng đâu đó cũng là cái niềm tự hào chiến thắng của họ. Là chỉ có là người Cộng sản là họ nói ít mà làm nhiều. Rồi họ lấy cái ngày 22 tháng 12 là... <laughs> là cái ngày thành lập quân đội. Tức là là ăn mừng cái ngày đó và là cùng ăn mừng cái chiến thắng. là Tức là 12 ngày đêm của Hà Nội mà nhân cái dịp Giáng sinh đấy chứ cái ngày này cái ngày hôm hai không phải tuyệt nhiên không phải là cái ngày mà bác cô giao cho bác giáp mà cũng không phải là cái ngày mà bác giáp đi tìm uh, đi đi uh, bắt đầu là 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 là, là thiết lập cái quân đội đâu không phải tôi đọc rồi mà nếu cần là gõ google ra để đọc lại đấy nói có sách mách có chứng đương hoàng nhưng mà vì người uh, À, phía cộng sản ấy họ không thích khoa trương có thể là những cái thằng chọc bú như cái thằng Nixon hoặc là hoặc là cái thằng giáo hoàng cái thời đó chúng nó hiểu rằng là Việt Nam dư quân sự Việt Nam đang lấy cái ngày hôm 2 tháng 12 làm ngày thành lập quân đội là họ đang đa đều đấy họ đang đa đều ta giống như thằng Nixon nó đang nói nó nói thế nó hiểu được như thế nhưng mà cái người đang dưới ấy, có hiểu được không mà lại là chuyện khác thấy có lý có tinh thì mong mọi người chia sẻ cho mình với để cho nhiều người không còn ngộ nhận và hiểu đúng về cái bản chất của cái ngày bản chất và cái bối cảnh của 50 năm trước vào mỗi cái dịp mà giáng sinh như thế này bộ sầu thăng nick sơn á thì chúng nó nói <laughs> chứ băng thằng Nick Sơn còn nói rằng cái khí mà ở mặt trần bảo vệ nói rằng là B 52 đã 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 đã, đã bị rơi một chiếc là cái phút đầu tiên đấy nha mọi người cái phút đầu tiên mà gáy cẩn nhất hồi hộp nhất đầu tiên mà b 52 mà ra bắc việt đấy thì ngay đầu tiên là chiếc đầu tiên đã rơi và chiếc thứ hai là ôm đầu máu không chạy kịp ra ra biển nửa mà chạy về thái lan mà ốm đầu máu chạy sang thái lan vì mà ra biển là là là, là, là ra không kịp nha mọi người nó sẽ bị rơi giữa biển là bị thương đây thì những cái bươn bòn đó là nó nói rằng là uh, Việt Nam mà lấy cái ngày 22 tháng 12 để mà mà mà, mà ăn mừng ngày thành lập quân đội là chúng nó là là Việt Nam đang đa đều thằng mì đấy cả thế giới đều biết cái chuyện này đấy Cả thế giới đều biết cái chuyện rằng là Việt Nam lấy cái ngày 22 tháng 12 Làm cái ngày là thành lập quân sự để ăn mừng Là ngâm ý rằng là Việt Nam ngâm ý rằng là ăn mừng chiến thắng B-52 Mà chưa nơi nào làm được như Việt Nam Thì cả tất cả những cái người mà hiểu chuyện những người mà muốn thích học hỏi, thích tìm hiểu, họ sẽ hiểu chuyện rằng họ nói rằng là Việt Nam đã đều thăng mỹ. Đấy. thôi giờ mình chào mọi người nhé mọi người rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha chuẩn bị đón năm mới nha rồi chào mọi người